Xin chào buổi sáng cô chú đi con. Alex hôm nay bắt đầu đi học lại nghe cô chú. Về đây thấy Alex rồi. Quấn quá trời quấn luôn, vừa thôi con. Việt Nam mặc áo thun mang cái đôi dép rồi. Nè con chào cô chú đi. Xin chào cô chú. Giỏi lắm. Đó, mang giày vô. Mang giày vô đi. Alex hôm nay là đi học lại á cô chú. Về đây là phải mang đồ như này. Đúng rồi, không trẻ đâu. Hả? Con đừng có dán gì, để không, thả ra gì cũng được. Không thôi, cái này lạnh lắm. Lấy cái khác hả con, lấy cái nón khác hả? Dạ. Rồi, con... đó đây. Ừ. Rồi, hết ra con, đi học nha. Giỏi. Ở đây. Đi. Bên mình bây giờ là 8 giờ sáng á cô chú, đây nè. Mà trời tối thui, tối thích à. Ok, lấy đi học nha. Hello cả nhà. Bây giờ Huyền đi trước Alex các bạn. Hôm Huyền về tới giờ là, để coi hôm bữa, cũng 4-5 ngày rồi các bạn, Huyền mới bước ra đường. Ở trong nhà không à. Đó. Bây giờ Huyền đi trước Alex các bạn. Đúng 5 ngày rồi, em mới bước ra đường á. Hôm qua cho nên không biết là hôm qua Huyền chỉ ra Huyền dục bục rác cái Huyền chạy vô các bạn. Cũng không phải lạnh gì nhưng mà tự nhiên cái về đây thấy cái cảnh vật á, cái nó làm cho con người mình nó làm biến ha. cái khung cảnh, cái môi trường nó cũng ảnh hưởng đến con người nha các bạn. Bên đó đang nhộn nhịp, về đây yên bình mà nó không khí lạnh rồi thêm yên tĩnh á. Tụi Huyền ngày mai tụi Huyền mở tiệm lại các bạn, cho nên là hôm nay tụi Huyền đi trước Alex nè, đi tái khám cái mũi của Alex xe có giờ đó, xong rồi tụi Huyền cũng sẽ ghé tiệm rồi đi mua chút xíu đồ cho tiệm á, để ngày mai tụi Huyền sẽ mở tiệm trở lại. Phải kiếm tiền thôi chứ chẳng lẽ đi chơi hoài cả nhà. Kiếm mùa hè đi tiếp. Trời ơi. Khó làm mới khó chơi ha. Làm có chơi đó, mình chạy xuống trường Alex nè. Hôm mình về như vậy là tuyết nó tan bớt rồi nha các bạn, mấy hôm trước là tuyết nó đầy luôn á. Giờ này Alex chưa có tan trường đâu, tụi Huyền rước sớm một tiếng để mà đi bác sĩ á các bạn. Alex khám mũi xong rồi bây giờ tụi Huyền đi mua đồ ăn ha các bạn, mua đồ ăn ghé tiệm chút xíu rồi về nhà nấu ăn. Băng á các bạn, coi dưới đường nè, băng không à. Mở cửa gì thế thảm vậy, mở gì mà nhảy giống như rác gì dữ vậy. Anh lấy cái bọc xoài vô được rồi, mình đâu có đem gì vô tiệm phải không, lấy bọc xoài thôi. Ôi bây giờ có cái thùng gì màu xanh dương vậy anh, trụ rác quá trời rác. Tới tiệm đây cô chú ơi, vô thăm coi. Đi 3 tuần rồi các bạn. Hôm bữa vừa về thì anh Hùng có ra rồi ha. Bây giờ mở máy móc rồi lên coi hoạt động bình thường không. Sợ nó trời ơi, lạnh. Mở sưởi lên cho ấm. Ngày mai bắt đầu tụi Huyền sẽ mở bán lại bình thường các bạn, nhưng mà tới tuần tới nữa thì chắc là tụi Huyền sẽ bán một tuần 5 ngày thôi, tụi Huyền sẽ nghỉ 2 ngày. Rồi cũng sẽ mở ít lại thêm một tiếng nữa. Đó, để cho tụi Huyền có thời gian cho Alex nè, với lại có thời gian cho tụi Huyền luôn. Anh kiếm lại giùm em. Yeah.
tơ hồn già rồi, bây giờ không chịu làm nhiều nữa, than gian than giảng hoài luôn. Huyền với anh Hùng dài hai, Huyền với anh Hùng dài thì hôm nay nữa cũng được 5 ngày rồi các bạn. Huyền thì cũng 5 ngày đó, trời ơi, về trả bill sắp mặt luôn. Tiền điện, tiền, ôi đủ thứ tiền hết. Ồ, bây giờ còn đồng 1 kg thôi ha. Mấy hôm trước là 6-7 đồng các bạn. Bạn biết không, tại vì cái nhà này của Huyền là nó cũ rồi, cho nên là những cái cửa đồ rôn nó cũng hơi hở đó các bạn. À, tại hết pin nó con sạc đi. Đó, cho nên là lạnh ở ngoài thì nó cũng có hơi vô á. Nữa Huyền với anh Hùng chắc cũng thay mấy cái cửa sổ này nè. Cửa sổ rồi cho nó mấy cái rôn rồi nó kín lại á, thì nó sẽ ấm á. Bắt động bình thường hả? Ở cái này viên lên giùm em chưa? À cái này nó đang xả. Đây em ơi. Cái này quan trọng nè. Kín dữ ta. Lạnh quá. Mở thử này em. Nghe nó mù là được. Được chưa? Chúc mày giao mày đồ. Cái hôm mà tụi Huyền đi á là hai đứa Huyền cũng tổng vệ sinh hết tiệm được rồi, cho nên khi về tiệm cũng sạch sẽ, bây giờ chỉ có là chuẩn bị với lại rau chùi sơ sơ nữa là được rồi các bạn. Mùa đông mình đóng cửa thì nó cũng ít có bụi ha, đóng cửa kinh mít á, không có bụi chỉ có lạnh thôi. Giờ đổ xì dầu. Cái sữa này em thấy cũng không có tốt bằng cái sữa cũ của mình ha. Cái sữa, dạ cái sữa cũ của mình á, nó thổi ra một phát là nó nóng liền. Đấy, ra tiệm vui không? Xong xuôi rồi, cả nhà Huyền chuẩn bị về nhà nấu, hôm nay nấu hoành thánh cho cả nhà ăn. Để cái này cho nóng không ta? Để đi. Để đi, anh mở nhẹ nhẹ. Alex đổi nón vô về con. Về đến nhà đây. Uống hủ yến. Yến này hôm qua Huyền chưng đó các bạn. Ngon không? Hôm nay Huyền sẽ nấu hoành thánh các bạn. Hoành thánh cái hôm Huyền đi á, làm nhiều á, xong Huyền để tủ đá. Thì hôm nay Huyền mua chút xíu cà rốt về, Huyền hầm nướng cho lại bỏ hoành thánh cho ăn. Nhanh gọn.
quá. Đây nè, hôm bữa mình làm á, hôm nay Huyền đi Huyền mua đồ bạc ăn bánh mì cho Alex, dâu nè các bạn, dâu nghịch mùa cho nên nó cũng hơi mắc ha, mà dâu này là nhập lắm, dâu này của Tây Ban Nha. Alex ăn không, mẹ rửa cho ai rồi con? Thì lại các bạn ăn uống lành mạnh lại ha. Mình mua yogurt nè, sáng ăn với lại các loại hạt cho nó tốt ha, ăn với lại yến mạch rồi á. Cho giảm cân luôn, hổng đầy về cũng hôm bữa ở bên Việt Nam mình gần 60 kg các bạn, về hổng đầy còn 58 kg. Về mấy ngày nay không có ăn nhiều giống như bên Việt Nam nữa. Con Việt Nam trời ăn thả ga luôn. Mà ta mình ăn trái cây nhiều. Trái cây nhiều á. Bây giờ mình nấu nước dùng ha. Đáng lẽ con mực này mình phải nướng lên nè. Nhưng mà thôi, khỏi nướng luôn. Mình thấy nó cũng thơm rồi. Cái đó là làm biến các bạn. Huyền nấu không có xương. Hôm nay Huyền bỏ tuốt ở trong cái tủ đá, lục hoài nó không ra các bạn ơi. Cho nên là Huyền nấu với lại tôm khô, với lại khô mực cho cái mùi nó thơm ha. Chút bỏ cà rốt vô, với Huyền trụng ở đây nè, với lại chút hủ tiếu. Cả nhà Huyền ăn xong vậy là buổi tối á. Xong buổi tối rồi, Huyền sắp kiệu các bạn. Rảnh không có gì làm, sắp kiệu cho nó có công chuyện. Đổ vô cái cho xong á mà không chịu. Muốn làm cho có công chuyện làm các bạn. Thật ra nếu mà sắp quen á, người thấy nó cũng nhanh. Nửa mấy con đẹp đẹp đưa ra đầu. Xong rồi nè cô chú. Đó, mình còn ở trong cái thao nữa, một chắc khoảng 1/3 cái này á các bạn. Mình sẽ đem ra tiệm để tụi Huyền ăn ha. Còn hũ này thì tụi Huyền để ở nhà. Đẹp không? Đó, có thể ngày mai Huyền nấu giấm Huyền đổ vô thêm ha. Nhưng mà Huyền thấy nó chua rồi cho nên là Huyền cũng không muốn ngâm giấm thêm á các bạn. Bây giờ Huyền chỉ để cho nó ngấm đường để nó trong thôi. Còn nếu mà đổ vô thì chắc Huyền đổ vô chừng vài ba ngày, cái Huyền cũng phải chắc nước ra Huyền bỏ. Huyền sợ để nó lâu quá nó chua. Ngon lắm. Hôm nay Huyền ăn nó cũng nhiều rồi đó. Huyền ăn với lạp xưởng với lại Huyền chiên khô ăn cơm á. Đó, xong rồi. Các bạn coi nó kìa các bạn. Huyền đi đâu là nó theo đó hả? Mà nó theo nó nằm nhẹ hay gì đó. Tại sao nằm nhẹ?
Tại sao làm giá với tôi? Tại sao làm giá với tôi? Trời ơi, mama cắt nè, cắt rụng mua cái này hết luôn mà còn chưa nữa nè. Ui, hồi chiều mama cắt rụng vô trong da nè. Bạn thấy nó không? Nó nằm dạ dữ lắm. Đúng giá luôn mẹ. Đây nè, mẹ cắt tóc rối cho nó đó. Mẹ không nhìn nè, lũng chút xíu. Đúng. Đây nè, nè. Tại nó nhúc nhích đó. Tội không? Mẹ không mà con thấy nó mẹ nó nhúc lại luôn. Hôm nay mình sẽ ăn hủ tiếu Hoành Thánh nha. Đó, có sẵn nè. Mình hay làm cái này nhiều lắm các bạn, để tủ đá á. Bỏ vô bọc để tủ đá xong rồi khi nào muốn ăn lấy ra ăn nó cũng tiện nữa. Là rửa cái tay mới bọc nhiều. Các bạn, Huỳnh nấu xong rồi. Hôm nay Huỳnh cho cả nhà Huỳnh ăn healthy nha các bạn, không dầu mỡ gì hết á. Huỳnh cũng Huỳnh định sấy hành tỏi, củ hành á với lại tỏi á bỏ vô, nhưng mà thấy thôi dầu mỡ quá. Hôm nay tụi Huỳnh nấu gì ha, thanh đạm, không có chút dầu mỡ luôn. Cái này, cái này của Alex, của Mr. Hùng, của Mr. Hùng của Huỳnh ha. Mời cả nhà ăn nha. Quá ăn cay các bạn. Mời cả nhà ăn nha. Mời cả nhà ăn nha. Hôm nay em nấu thanh đạm không dầu mỡ gì luôn á. Ăn cho nó tốt. Giờ đây thời tiết lạnh ăn mấy cái này ấm bụng. Đó các bạn thấy không? Mỗi lần ăn ở đây là mình đâu có đi ăn ở ngoài nữa. Anh thấy cái nước ngon không? Anh bỏ cái này vô nó mới ngọt không vậy? Cái này trời, nước ngọt ghê hết. Giờ có mực nè. Nước nó ngọt mà nó thơm các bạn biết không? Mình bỏ tôm khô, mực với lại mấy cái củ cà rốt nó ngọt quá trời ngọt luôn. À, mình thấy anh Hùng ăn dị ứng mất đó. Khi mà anh Hùng nói lên là mình thấy có quá nhiều bạn, cô chú cũng bị luôn nha. Ngộ ha. Nhưng mà anh Hùng ảnh chỉ hơi ngứa ngứa hơi hơi rồi ảnh nước vô là hết. Mà người thấy có cô nào nó nặng là nó sưng cổ họng luôn. Đúng rồi, ngứa lắm, nó khó chịu. Không hiểu sao hồi nhỏ không có mà lớn thì có. À, em cũng có đọc comment đó. Cũng có nhiều cô nói là hay là nhiều bạn nói là trước đó không có nhưng mà sau này mới bị. Ngộ quá. Mình ăn trái kiwi cũng bị nữa đó. Kiwi nữa. Ế con không? Nó ngứa nguyên cái họng là ngứa cái lưỡi. Nó làm con người mình khó chịu lắm. Hồi nó hớp hút xúc miệng đồ này nọ thì nó hớp. Mẹ lấy nước cho Alex. Không gọi mẹ. Không lấy nước mà lấy uống nước. Uống nước hả? Hello cô chú. Nhưng mà anh mít mà nó sấy khô quá không có bị. Thì có cô nào nói đó, cái đó là do anh dị ứng cái mũ. Chắc vậy. Có thể rửa qua nước muối ăn hết để đợt sau làm thử. Nhưng mà
cái muối của mít mà đâu có trong mũi trong đó. Nhiều khi nó dính đó. Ừ. Nhiều khi nó dính đó. Thì không có bị. Mất ngon mà anh mà bị gì ớt không ổn. Đúng rồi, anh nhớ lại rồi các bạn ơi. Đúng rồi. Giờ cái mũ chắc chắn 100%. Bởi vì anh nhớ ở đây mình ăn mà mít mà trong cái lon đó các bạn. Nó bị. Đâu có bị. Nó ngâm trong cái lon đó các bạn. Anh Hồng mua mít lon á. Mít lon mà trong để ăn những ăn trái cây rồi những cái món khác rồi á. Ừ. Cái đó là không có bị. Nhưng mà mít mà mít xẻ ra từ cái trái á thì mình bị, đúng rồi, nhớ nè. Mít tươi thì bị, ảnh ăn mít sấy cũng không bị luôn. Ừ. Ngon. Như vậy là cái mũ của nó thôi. À, thì có cô nào nói vậy đó thì em nghĩ chắc vậy. Đúng rồi. Để lần sau anh làm thử rồi anh ăn cái bị không? Mít tươi không? Ăn xong khô không? Mình giờ đã 400 ngày rồi mà cái giờ giấc Việt Nam mình vẫn còn rồi. Ngủ 3 giờ sáng ở nhà thức hết à? 3 giờ sáng là 9 giờ sáng ở Việt Nam. Để bữa 8 giờ tối là mình ngủ rồi. 3 giờ sáng ở đây dậy rồi nè, 4 giờ sáng giấc. Sao không có cái này không? Không có tiêu không? Ngon. Nhưng mà lát ngủ dậy thì tốt đó. Ừ. Đúng, để sớm quá trời, 6 giờ sáng dậy rồi đó.